Vâng, xin chào tất cả các anh chị các bạn đã quay lại kênh Trực Vlog Officer. Hôm nay sẽ có một cái chủ đề rất là thu hút, đó chính là đang vận chuyển hoa kiển lên xe. Và hiện tại thì đang vận chuyển đây các bạn, từ trong vườn hoa. Và vườn hoa này là vườn hoa Hữu Cường, kế cái bệnh viện Hòa Phú nha các bạn. Đó, các bạn đang xem ha, cảnh hiện tại là đang chuyển hoa kiển đó các bạn. Rồi sau đây sẽ cùng với tôi đi trải nghiệm hoa các bạn, nở rất là đẹp. Ăn bố không rồi kìa. Nha, nở rất đều rồi các bạn. Đi đâu? Các bạn thấy không? Rất là đều, rất là thẳng đây các bạn. Hôm nay là ngày 23 rồi, bông như vậy là đạt đấy các bạn. Chuẩn bị ít ngày nữa là nở túa ra. Bông rất là đẹp với các bạn, đang đưa đi các bạn. Còn một chiếc xe tải to đang chờ nữa các bạn. Sau khi xe này đầy đủ xong là tiếp tục sẽ xe tiếp theo các bạn. Thì trong vòng khoảng nay với mai là hết bọc nha các bạn. Thank you.
két. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem qua một clip khám phá vườn hoa kiển hữu cương tại bệnh viện Hòa Phú, Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long. Hôm nay thì admin có cái cơ hội để quan sát cảnh vận chuyển hoa lên xe đưa đi các tỉnh xa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, ủng hộ kênh Trực Phát Long Official. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Vâng, xin chào.